bà Hagrid của loạt phim Harry Potter qua đời. Nam diễn viên gạo cội Robbie Coltrane, được người hâm mộ gọi là bác Hagrid nên trong loạt phim Harry Potter, đã qua đời ngày 14 tháng 10 ở tuổi 72. CNN ngày 14 tháng 10 đưa tin về việc Robbie Coltrane đã qua đời. Người đại diện của ông là Scott Henderson xác nhận tin buồn nhưng chưa công bố nguyên nhân khiến nam diễn viên gạo cội này mất. Một số báo khác cho hay Robbie Coltrane qua đời tại Bệnh viện Hoàng gia Fort Stanley ở Lambeth, Scotland sau 2 năm chống chọi bệnh tật triền miên. Ngay sau đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc, tưởng niệm Robbie Coltrane trên trang cá nhân. Trong đó, nam diễn viên Stephen Fry nhớ lại, tôi gặp Robbie Coltrane lần đầu tiên cách đây gần 40 năm. Tôi trải qua tất cả cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng, yêu thích cùng một lúc bởi tài năng, chiều sâu diễn xuất của ông ấy. Robbie Coltrane vừa mang đến sự hài hước, khiến khán giả bật cười vừa tạo được cảm xúc để họ phải chạnh lòng, rơi lệ. Vĩnh biệt, bạn già. Robbie Coltrane sinh ra tại Rutherglen, Scotland, tên khai sinh là Anthony Robert McMillan. Ông chọn nghệ danh Robbie Coltrane để tưởng nhớ nghệ sĩ saxophone John Coltrane. Năm 20 tuổi, ông bắt đầu diễn xuất trên sân khấu với các vở The Slap Boy, Press. Sau đó, ông tham gia gần 60 phim điện ảnh, nhiều phim truyền hình và các chương trình truyền hình. Nhờ vóc dáng cao lớn, Robbie Coltrane được chọn vào vai bác Hagrid khổng lồ nhưng rất tốt bụng, yêu thương Harry Potter trong loạt phim đình đám này. Hagrid là người giữ chìa khóa của trường phù thủy Hogwarts đồng thời là giáo viên bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Vai diễn thành công, ông được người hâm mộ khắp thế giới yêu thích. Bên cạnh bác Hagrid, Robbie Coltrane còn có nhiều vai ấn tượng khác trong các phim James Bond Stormbreaker, The Brothers Bloom, Phoebe, Great Expectations với cống hiến của mình trong nghệ thuật. Ông được trao 8 giải thưởng ở lĩnh vực diễn xuất và những tôn vinh đặc biệt khác.